Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 2:30 buổi chiều thứ năm ngày mồng 2 tháng 4 năm 2020. Thì hiện tại thì trên màn hình quý vị đang xem, chúng tôi đang chuẩn bị là đang bốc và xếp xe để đi bàn giao cho khách hàng một chiếc tủ gốc cũ tái chất liệu bằng gỗ gụ tà mật. Và chiếc tủ gốc này thì chiều cao là 2m05 và chiều ngang là 60, vuông kệ góc vuông 60. Thì chúng tôi đang chuẩn bị là đi bàn giao cho bác hai. Bác đến từ 152 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thì bác Hải cách đây vài hôm trước thì bác đã đặt cọc tiền với cửa hàng của chúng tôi là chiếc tủ gốc này. Thì hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện xong rất là kỹ và chúng tôi đi bàn giao cho bác luôn trong ngày hôm nay. Thì quý vị nào mà có nhu cầu đến những cái món đồ gỗ cũ và mới theo lối cổ truyền thì có thể vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại 0985 230 888 để có thể được sở hữu. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi đã khi mà chúng tôi đã đi di chuyển 30 cây số và hiện tại là đã là 4:30 buổi chiều thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2020. Thì hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại nhà bác Hải. Bác đến từ 152 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi đã kê và lắp đặt xong cho bác chiếc tủ gốc như thế này. Thì đây là cái không gian nội thất của nhà bác Hải đó, quý vị có thể là tham khảo. Thì quý vị có nhu cầu đồ gỗ cũ và mới có thể về tại cơ sở của chúng tôi qua cái địa chỉ là ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và ngoài cái sản phẩm là chiếc tủ gốc mà chúng tôi đang bàn giao ở trên màn hình đây thì cho bác Hải ở trên màn hình đây thì cửa hàng của chúng tôi bán rất là đa dạng những cái mẫu mã sập gụ, tủ tre, kệ tivi, tủ bày đồ, tranh khảm, tranh đục, chúng tôi đều có cả. Quý vị có thể vui lòng về tại cơ sở của chúng tôi để được chiêm ngưỡng. Và nhân dịp đây thì cửa hàng của chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn bác Hải. Bác đến từ Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã tin tưởng vào cửa hàng của chúng tôi chiếc tủ gốc siêu VIP như thế này. Thì nhân dịp đây thì cũng kính chúc bác Hải cùng đại đoàn thể gia đình mình là luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên hàng ngay. Và sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.